dân tộc kinh, thì chỉ là huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ba là Nguyễn Tiến Lộc, nghề nghiệp là lái xe, họ tên mẹ là Trần Thị Thạnh, nghề nghiệp là thợ may. Ngày bệnh nhân nhập viện là 15 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2022 là ngày thứ ba của bệnh. Còn ngày làm bệnh án là 10 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2022 là ngày thứ tư của bệnh. Rồi lý do bệnh nhân nhập viện là có phát ban da cộng với mụn nước. Ta tiếp Rồi về bệnh sử. Thì vào ngày đầu tiên thì ngày 1 là buổi sáng là mẹ phát hiện em nổi mụn nước ở cái vùng mũi và môi thì uh, mụn nước nước uh, đường kính vài mm trên một cái nền đỏ dịch không có đục không ngứa không sưng đau vùng xung quanh mọc riêng lẻ số lượng là khoảng hai ba mụn nước uh, buổi chiều thì uh, tại vị trí đó thì mẹ lại thấy có vết lét trên một cái nền đỏ đường kính một tới hai cm không rỉ dịch mẹ không thấy mụn nước hay vết lét ở các vị trí khác nên là mẹ đưa em đi khám phòng khám tư và được chẩn đoán là viêm rét mũi và cho uống thuốc không rõ loại thì uh, cùng ngày buổi tối á thì bị phát hiện là em có liết ở trong miệng, hai vết liết đường kính là khoảng 1 cm. Không có mùi hôi, không có rỉ máu, không có dễ mạc, họng không đỏ. Rồi, trước đó mẹ cũng không để ý nên là không biết là em bị liết được bao lâu. Rồi ngày thứ hai thì em sốt vào buổi sáng. À uh, mẹ có dùng nhiệt kế đo ở nách thì được là 38 độ C, mẹ có cho bé uống một gói thuốc hạ sốt không rõ loại và không rõ liều thì biết uh, có giảm sốt sau đó 15 phút và mẹ tự ước lượng bằng tay không đo nhiệt độ lại bằng thiết bị đo thì sau đó khoảng 6 tiếng là biết sốt lại thì mẹ tiếp tục cho biết dùng một gói thuốc hạ sốt à, và trong quá trình sốt thì em không có kiềm triệu chứng khác cùng thời điểm mẹ phát hiện thấy thấy bé có nổi cái ban đỏ lòng bàn tay ở mông ở bìu đường kính vài mm mọc riêng lẻ không có không ngứa không lét không có dịch à, mẹ bé cũng không rõ thứ tự xuất hiện trên cơ thể là cái nào xuất hiện trước cái nào xuất hiện sau rồi À, ngày thứ ba thì bé tiếp tục sốt với tính chất tương tự lét miệng vẫn còn ban da và mụn nước thì có uh, tính chất tương tự luôn nhưng mà nó xuất hiện nhiều hơn nên là mẹ đưa em đi khám ở bệnh viện Nhi đồng một thì uh, trong quá trình bệnh lý thì em tiêu tiểu bình thường ăn uống kém không có giật không bình sử không ghi giật giật mình không có cơn co giật không có nôn ói không vẻ mồ hôi không run giật chi bất thường và về tình trạng lúc nhập viện thì uh, em tỉnh uh, lừ đừ môi hồng chi ấm tín hiệu của em nhịp tim 132 lần trên phút, nhịp độ B7 độ C, nhịp thở 25 lần trên phút, SpO2 ra được là 97%. Em nặng 10 kg và chiều cao là 80 cm. Rồi thì uh, cái này là cái khúc bên này là chiếc hồ sơ lại, cái khúc này là người ta khám trước đó thì là tim mạch là tim đều rõ, không âm thổi. Uh, tiêu hóa thì bụng mềm, thần kinh thì cổ mềm. Uh, thận tiết niệu thì phía nam thì uh, có sang thương mụn nước, ban da ở biểu, cơ xương khớp thì tay chân cân đối. À, tai mũi họng là họng sạch không có dễ mạc có hai vết lết đường kính 1 cm không có dẻ mạc và không có rỉ máu cơ quan khác là chưa phát hiện bất thường à, về phần à, tiền căn thì là về nội khoa trước thì là năm 2021 là lúc 14 tháng á, thì bé bị phỏng nước sôi độ 3 à, độ 3 nhập bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị ổn à, năm 20, à, cũng vào năm 2021 lúc 16 tháng thì bé có mổ co rút ngón ngón tay, ngón ba ở tay phải ở bệnh viện Nhi đồng 1 À, hiện tại là cũng đã ổn và không ghi nhận tiền căn bị thi đậu về sản khoa thì là bệnh nhân là con thứ hai bé ra là 2002 sinh đủ tháng cân nặng lúc sinh là 3,2 kg bé phát triển trong tầm vận động tiêu tuổi nuôi dưỡng là nuôi tiêu sữa công thức rồi à, về phát triển thể chất là cân nặng của bé là ở khoảng từ chùa 2 sd tới chùa 1 sd còn chiều cao của bé là cũng ở khoảng từ chùa 2 sd tới 1 sd rồi về tiêm chủng thì biết tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng Uh, gia đình thì không ghi nhận tiền không ghi nhận gì bất thường hết còn dịch tễ thì là uh, hiện tại uh, hiện tại cũng là đang mùa dịch của sốt xuất huyết và tay chân miệng ở địa phương thì uh, ở miệng uh, dịch tễ là ở cái nơi biết học đó, uh, hai tuần trước thì có hai bạn bị uh, tay chân miệng để nghỉ học hỏi khai thác thêm về hai bạn này đang nghỉ học được từ uh, khi mình phát hiện ra đi bị tay chân miệng thì đã nghỉ học hiện tại là được một tuần rồi rồi, rồi khoan khoan À, mình từ từ mình tới phần khám ha mình quay lại cái phần cái phần tình trạng lúc nhập viện luôn. Quay lại quay lại. À, chị xin lỗi, cái phần um, lý do nhập viện á cái slide lý... rồi. Rồi, cái này á lý do nhập viện là mình hỏi người nhà cho nên là khi mà mình hỏi á, thì người ta không có phát người ta không có phân biệt được giữa phát ban với một nước đâu cho nên á, là tụi em sẽ ghi một cách ngắn gọn là phát ban vậy thôi phát ban ngày thứ mấy ha ghi ngắn gọn thôi tại vì bệnh này là bệnh cấp tính cho nên là mình nên để ngày vô để mình lát nữa tới cái phần biện luận á, mình nói cho nó dễ ha hoặc là tới cái phần mà tóm tắt bệnh án á, mình nói ra bệnh dưới 7 ngày thì thường những cái triệu chứng mình nên để ngày vô để người ta người ta có một cái định hướng trong đầu là ý của mình đang muốn nói là nguyên nhân cấp tính chưa ví dụ như bé này là phát ban ngày 3 thì mình ghi là phát ban ngày 3 còn mụn nước á, là lát nữa tới cái phần tới cái phần à, bệnh sử thì mình có thể ghi rõ ra một chút hoặc là tới cái phần khám mình ghi rõ ra một chút chứ à, phần lý do nhập viện thường mình chỉ để là một triệu chứng thôi ha một cái chung chung như vậy thôi rồi rồi tiếp theo đi em Bây giờ mình sửa ha. Thì hồi năm ngoái á, là chị đã chỉ cho mấy đứa là cái cách khai thác bệnh sử rồi. Thì cái cái bệnh sử nhìn chung á là mỗi triệu chứng mình sẽ hỏi khoảng chừng bảy 6 7 câu á, ha theo cái cụm từ Âu khác hồi năm ngoái chị dạy rồi. Thì ví, ví dụ trong cái bệnh tay chân miệng thì thường nó sẽ có xuất hiện nếu mà không có độ nặng thì nó sẽ có xuất hiện hai triệu chứng là sốt cộng với lại phát ban thì mình sẽ xoay quanh hai cái triệu chứng đó, mình hỏi, mình khai thác cho kỹ để lát nữa trong cái phần biện luận hoặc là cái phần đặt vấn đề đó, mình có dữ kiện để mình đặt vấn đề với lại mình biện luận ha. Rồi, cái thứ hai nữa là lưu ý những cái triệu chứng à, ví dụ như là sốt thì mình muốn chẩn đoán phân biệt với những bệnh khác thì mình phải hỏi là sốt nó diễn tiến như thế nào. Được chưa? Cái tính chất của sốt rất là quan trọng. Thứ hai nữa là những cái triệu chứng của cái ban da đó đó nó nó có đặc hiệu cho một cái bệnh nào đó hay không ví dụ như bây giờ trong tay chân miệng là mụn nước thì khi mình muốn chẩn đoán phân biệt với những bệnh khác thì mình phải có dữ kiện trong phần bệnh sử ví dụ mình muốn chẩn đoán phân biệt với lại thủy đậu thì mình phải hỏi là bé có có ngứa hay không rồi mụn mọc ở đâu trước đúng không mình sẽ dựa vào những cái triệu chứng của những cái bệnh kia để mình hỏi những cái câu mà triệu chứng liên quan á ha rồi à, bé có b... nổi ban ở đâu trước thì tại vì thủy đậu là ban ở thân mình là nổi lên trước đúng không rồi thứ hai nữa là có ngứa còn tay chân miệng thì không có ngứa ha trừ khi nó bị ngoại nhiễm do mẹ nó ở dơ không có tắm thôi rồi à, thứ ba nữa là ví dụ như là có thể chảy dịch hoặc là chảy mũ chẳng hạn nếu mà ở dơ cũng chưa mấy cái bụng mũ nó bỡ, nó nó bể nó bự lên rồi nó bể ra đó có thể chảy dịch chảy mũ do mẹ bé nó ngứa nó gãi ha rồi thứ hai nữa là bệnh sỏi thì sỏi mùa này cũng hiếm rồi chứ không có phải nhiều đợt dịch năm 2019 ít gặp rồi nhưng mà mình vẫn để vào chuẩn đoán phân biệt ở những trường hợp mà nó không có chích ngừa thì sỏi ban ban nó không phải là là, là dạng là à, mụn nước trên nền hồng ban mà nó là sẩn hồng ban cho nên là mình hỏi là cũng đầu tiên là vị trí mọc ở đâu trước ha mọc ở mọc ở thân mình trước chứ không phải là mọc ở tứ chi ngoại biên trước ha rồi xong rồi bắt đầu là cái ban đó là nó nó lan ra khắp người nó đỏ nó đỏ cái da nó lên và nó ban đó thì sỏi thì không có ngứa nhưng mà cái mật độ ban nó rất là dày ha thì em bé nó vừa sốt vừa nóng vừa đổ mồ hôi nên nó rất là dễ bị bộ nhiễm ha cho 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 nên trong trường hợp mà sỏi thì có trường hợp người ta khen là ngứa nhưng mà cái ban đó là bản chất là nó không có ngứa ha rồi thứ hai nữa là những triệu chứng bệnh sởi thì những triệu chứng khác kèm theo nó quan trọng hơn ví dụ như là hội chứng viêm long thì nó rất là quan trọng cho nên là mình phải hỏi thêm cái hội chứng viêm long ví dụ là bé có có chảy giềng mắt à, bé có sổ mũi ho nhiều à, hoặc là bé có tiêu chảy kèm theo chẳng hạn vậy ha đó là những triệu chứng viêm long đường hô hấp đường đường tiêu hóa à, rồi kết mạc mắt rồi à, thứ ba nữa là sốt xuất huyết thì sốt xuất huyết là mình không có nó 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 không có nổi ban gồ lên mặt da nó chỉ là chấm xuất huyết thôi và thường nó xuất hiện trễ khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó nó mới xuất hiện cho nên là những ngày đầu thì thường là sốt xuất huyết nó sốt rất là dữ ha, còn trong khi đó nếu tay chân miệng mà độ nhẹ đó thì nó không có sốt dữ ví dụ như bé này điển hình là nó không có sốt dữ nó chỉ sốt nhẹ thôi dưới ba tám rưỡi và uh, cái tần sốt sốt nó không có cao còn sốt xuất huyết thì nó sốt rất là ghê nó sốt cao liên tục ha rồi À, ví dụ sốt xuất huyết thì nó có thể kèm thêm những dấu hiệu mà nguy hiểm ví dụ như là có ói nôn ói nhiều nè ha rồi có chảy máu uh, chân răng chảy máu uh, đi tiểu đỏ chẳng hạn vậy vân vân những cái những cái đó thì nó nặng quá nhưng mà mình có thể hỏi qua màu sắc nước tiểu được chưa rồi uh, cái thứ tư á, là hồi nãy mình giờ mình có thủy đậu nè sỏi nè sốt xuất huyết nè cái thứ tư là bệnh lý mà do vi khuẩn chứ không phải là do siêu vi nhưng mà mình vẫn sợ đó là nhiễm trùng huyết do não mô cầu tại cái con đó nó diễn tiến tối cấp nó diễn tiến nhanh nên mình 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 sợ thì mình hỏi ha thì mình hỏi là có thì trong cái não mô cầu là sốt cao liên tục về mặt nhiễm trùng nhiễm độc thì lúc đó mình sẽ hỏi triệu chứng kèm theo là bé có đừ hay không bé có bỏ ăn bỏ bú hay không tại vì nhiễm trùng nhiễm độc mà ha rồi lúc đó là hỏi là cái cái uh, có người bé có nổi gì uh, nổi chấm chấm đỏ gì hay không ví dụ vậy tại vì thường tử ban nó sẽ là chấm xuất huyết trước sau đó nó mới lan ra thành tử ban dạng bản đồ chứ không phải là tử ban lúc đầu ha rồi à, thứ ba nữa là à, thứ 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 năm nữa là do à, viêm da mà do vi khuẩn thì viêm da mà do vi khuẩn á, là nó cũng có nổi mụn nước sau đó nó bể sau đó nó, cái 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 mụn nước đó nó bự lên, nó bự lên nó thành bóng nước chẳng hạn, mụn nước bóng nước rồi nó cái dịch nó đục, nó có mũ chẳng hạn ha. Nhưng mà cái vị trí là quan trọng nhất là vị trí là không có vị trí đặc hiệu, ha nó bị viêm chỗ nào thì nó 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 nổi ở đó thôi chứ không phải là nổi cố định giống như tay chân miệng. Thứ hai là nó có có số kèm theo mà ví dụ sốt do vi khuẩn thì nó là sốt cao ha, 39 39 độ trở lên à, 38 độ rưỡi trở lên hoặc là sốt cao liên tục chẳng hạn vậy ha, vẽ mặt đừ được chưa môi khô lưỡi dơ chẳng hạn gì đó tất tất nhiên là những cái đó nó không có đặc hiệu nhưng mà nếu mà mình có thì mình sẽ mình sẽ có dữ kiện để trong cái phần biện luận đó, mình nói cho nó dễ còn nếu mà bé không có những cái đó bé vẫn bé sốt nhưng bé vẫn chơi à, hết sốt thì bé chơi bé tươi tỉnh ăn uống được thì lúc đó là mình ủng hộ cho siêu vi nhiều hơn được chưa thì đối với lại một cái bệnh tay chân miệng trong cái phần bệnh sử tụi em phải hỏi được những cái đó là giúp mình chẩn đoán phân biệt cái thứ hai là hỏi hỏi những cái biến chứng những cái biến chứng của bệnh tay chân miệng ví dụ như trong khi mà mình hỏi bệnh là mình định hướng là cái bệnh này của bé là bệnh tay chân miệng thì lúc đó là mình hỏi liền những cái biến chứng mà nó chuyển độ ví dụ như đối với tay chân miệng năm ngoái mình học lý thuyết rồi thì từ độ 2 a là không có biến chứng là theo 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 như uh, thu quá ha thì độ 2 a vẫn chưa tính là biến chứng lên uh, liên quan hệ kinh trung ương thì nếu mà biến chứng lên liên quan hệ kinh chung ương là hai b nhóm 1 trở lên ha thì lúc đó bắt đầu là có giật mình nhiều nè tức là từ hai lần trở lên trong vòng 30 phút giật mình chơi với ha thứ hai nữa là mình hỏi là bé trung uh, 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 tay trung chân ha trung tay trung chân hoặc là đi yếu đi loạn choạng ha uh, những cái uh, dấu hiệu của thất điều đó viêm tiểu não đó Ha. rồi thứ ba nữa là bé có sốt cao liên tục là lúc đó là viêm thân não ha. hoặc là bé thở bất thường thở thở bất thường thì người nhà của nó không có biết được nhịp thở bất thường nhưng mà đại khái là khó thở hỏi nói vậy đó ha. khó thở thấy bé khó thở kỳ quá à, à, đưa đi chẳng hạn vậy thì những cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu sớm của bệnh tay chân miệng mà chuyển độ cho nên là khi mình định hướng trong cái phần bệnh sử mình nghĩ cái bé này có khả năng cao là tay chân miệng thì mình phải hỏi luôn trong cái phần bệnh sử để lát xuống cái phần biện luận đó là mình ra được cái chẩn đoán tay chân miệng rồi đó thì mình phải biện luận là bé này là độ máy được chưa thì dữ kiện ở đâu là chính yếu là là, là từ cái phần bệnh sử ha tại vì tại vì uh, chẩn đoán là chẩn đoán lâm sàng là chính do đó tụi em phải hỏi bệnh cho thiệt là kỹ Ha, nó chiếm tới 70%. Rồi tới khi mình khám đó ví dụ một đứa 2A thì nó cũng không quá nhiều triệu chứng, nó chỉ có nó chỉ có ban cộng trừ lét miệng thôi. Cho nên là nếu mà mình không có hỏi á, thì những cái dấu hiệu mà âm tính đó, đó lúc mình không có ghi vô trong cái 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 phần bệnh sử đó thì lát nữa mình biện luận nó sẽ nó nó sẽ làm cho mình bị kẹt. Cho nên là mình nhớ ghi vô, được chưa? Rồi. Thì bạn ở đây bạn khai thác là ví dụ như bạn khai thác là bạn ừm uh, À, bạn khai thác thì khá là khá là cụ thể nhưng mà đại khái là những cái mô tả này nó quá chi tiết mà trong cái phần bệnh sử đó thì 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 thì, thì nó nó không có được khách quan cho lắm tại vì bệnh sử là lời của người nhà cho nên là tụi em chị nghĩ là tụi em nên nên để dành những cái này trong cái phần khám à ví dụ như khi mà mình mình thi mà chúng tay chân miệng đó thì chị sẽ lựa những cái bệnh mới cho tụi em thi thì cái phần khám là coi như là cái phần triệu chứng cơ cơ thực thể của tụi em luôn. đừng khác với lại bệnh viêm màng não là nó nằm lâu rồi thì mình không nói. Còn mấy đứa mà tay chân miệng thì ví dụ có bệnh đi thì lấy bệnh mới cho tụi em thi ha. Thì tụi em mô tả cái phần khám ra cho nó kỹ. Còn cái phần bệnh sử đó thì mình hỏi một cách uh, gọi là khách quan là mọc ở đâu đúng không? Rồi uh, À, to hay nhỏ kích thước khoảng bao nhiêu chẳng hạn vậy rồi cùng lắm là kích thước to hay nhỏ thôi chứ người nhà của nó sao biết một tới hai ly hay gì đó sao mô tả ra được rồi có ngứa hay không có chảy máu chảy dịch gì hay không đúng không rồi mọc ở đâu trước là quan trọng nhất cái đó là mình tập trung vô mình mô tả cái 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 phần ban đó đáng lý được mô tả trong phần khám thì mình tập trung vào mình khai thác những cái triệu chứng kèm theo và giúp cho mình uh, chẩn đoán ra phân biệt cái bệnh và chẩn đoán biến chứng của bệnh như hồi nãy giờ chị nói được chưa để mình định hướng cái, cái 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 nguyên nhân từ cái phần bệnh sử luôn được không còn cái phần mà mình mô tả nên trên nền đỏ rồi không rỉ dịch này nọ mình để dành lát nữa tới phần khám mình tả ra tại vì cái đó mới là cái đó mới là thực tế là bác sĩ đánh giá thì 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 mới có giá trị còn người nhà của nó khai gì khai đây chỉ là phần bệnh sử thôi em hiểu chị không rồi rồi uh... lấy trong miệng mẹ thấy bé có lấy trong miệng ha không có mùi hôi không có rỉ máu không không đỏ rồi ok vậy ghi gì cũng được rồi tiếp theo tiếp theo rồi bị sốt 38 độ rồi rồi tức là có thêm ban có thêm ban ngày hai là còn có sốt cộng cái có thêm ban thì rồi thì cái lúc này là à, mình nhớ là coi thử là có biến chứng gì của bệnh hay chưa, tại vì nó đã là ngày hai rồi, có có thể là có có biến chứng của bệnh rồi, thì ví dụ mình không ghi chút cái chỗ này thì mình phải ghi ở cái phần cuối là bé có giật mình chơi với hay không, bé có run tay run chân hay không, có co giật hay không, chẳng hạn vậy ha, rồi tiếp theo tiếp theo rồi số với tính chất tương tự chưa 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 quay quay lại số với tính chất tương tự lát miệng còn rồi đối với tay chân miệng thì nếu em bé bị lát miệng mình phải quan tâm là em bé có ăn uống được hay không tại vì cái đó rất là quan trọng nếu mà em bé lát nhiều quá không ăn uống được hay nhất là những bé bé nhỏ đó thì là có thể là mình phải um, có những bé mà ghê quá luôn ha, cái miệng nó lát tài le luôn thì cái đó là hiếm thôi nhưng mà mình có thể là phải truyền dịch cho nó hoặc là phải đặt xong dạ dày qua đường mũi để mà bơm sữa cho nó thì cái đó là hiếm thôi nhưng mà đại khái là những cái đứa mà viêm lét miệng nhiều thì ngoài cái chuyện là mình à, điều trị hạ sốt ra mình phải cho nó đi khám răng hàm mặt để nó được hướng dẫn súc miệng à, được à, được đưa thuốc à, bôi miệng ha, bôi 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 nướu răng bôi vết luet đỡ đau đó để nó ăn uống được cái đó là quan trọng lắm ha rồi à, thứ hai nữa là đảm bảo là đủ dịch đủ dinh dưỡng tại vì nó sốt nó đã nó đã bị nó đã bị đau miệng nó ăn không được rồi nó còn sốt nữa thì cái dịch nhập vô người nó là, là bị thiếu thì mình chỉ sợ nó bị mất nước thôi nha rồi thứ hai nữa là có một số đứa nó bị tay chân miệng nó có thể bị ói với lại bị tiêu chảy kèm theo do nó bị viêm đường ruột kèm theo đó ha cho nên là lưu ý ở những bé này thì mình phải hỏi thêm triệu chứng là có ói có tiêu chảy hay không có nôn ói hay không có ăn uống được hay không ví dụ ăn uống giảm thì giảm bao nhiêu có kém ăn hay không được chưa cái đó là quan trọng ha được rồi ăn uống kém nè, bạn ghi ăn uống kém thì uh, thì cái này là ví dụ mình ghi vậy uh, xong rồi tới cái phần mà uh, đặt vấn đề hoặc là cái phần mà biện luận đó thì mình phải nêu ra một chút để mình xử lý cái chuyện này tại cái này rất là quan trọng. Cái này sẽ 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 ảnh hưởng trực tiếp tới cái chuyện là nó có ổn hay không để mình cho nó xuất viện đó, được chưa? Cho nên là không có được lơ cái này ha. Rồi, ví dụ như chị nghe tụi em đọc ăn uống kém Thì nếu mà tụi em không nhắc gì cả Thì tụi, tụi em sẽ bị hỏi là bé này ăn uống kém Thì em thấy làm sao à, Có cho bé này uống thuốc được hay không Hay là phải làm cái gì chẳng hạn vậy ha Rồi Không giật mình thì ở trong tay chân miệng Tụi em nên ghi là không giật mình chới bới luôn Được chưa ha À, không giật mình chới với luôn có nghĩa là khi mình hỏi bệnh là mình phải hỏi mẹ nó là có giật mình chới với hay không thì bà sẽ hỏi là giật mình chới với là như thế nào hả bác sĩ thì mình sẽ phải giải thích cho bà mô tả ra cho bà biết là giật mình chới với là sao là bé nằm trên giường hoặc là trên mặt phẳng ha không có ẩm tinh trên tay không có nằm trên võng lúc đó thì bé không có số cao ha à, tự nhiên bé đang thiêu thiêu đầu giấc ngủ là khoảng 15 phút đổ lại từ khi bắt đầu ngủ đó thì bé bắt đầu giật toàn, bắn toàn thân giống như ai hù xong rồi ngủ lại ha rồi hai lần như vậy trong vòng nửa tiếng là nặng được chưa thì thì bé có bị giống như bác sĩ mô tả hay không nếu mà bé bị giống bác sĩ mô tả thì được gọi là giật mình chơi bới còn những cái giật mình khác ví dụ như là nửa đêm tự nhiên đang ngủ giật mình cái ngồi dậy khóc đòi mẹ là không phải giật mình chơi với đó là giật mình thức giấc được chưa hoặc là nó bức rất, rất khó chịu nó quấy khóc nó nó cẳng rẳng nó 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 không ngủ được đó thì cũng không được tính là giật mình chơi với luôn rồi cái thứ hai là trong phòng ồn có ai làm tiếng ồn mạnh bé khác khóc chẳng hạn vậy bé giật mình cũng không phải luôn được chưa rồi cho nên là lưu ý là phải giải thích triệu chứng cho người nhà biết và nếu mà có giật mình chơi với thì ghi vô giật mình chơi với còn không có thì là ghi là không giật mình chơi với luôn để chi lát nữa trong phần biện luận á mình có dữ kiện mình đưa vô được chưa ha rồi không co giật không nôn ói không vã mồ hôi hay sao hay là có vã mồ hôi vậy là không có vã mồ hôi chị rồi không vã mồ hôi không rung chi rung chi bất thường là sao vậy rung chi bình thường là là sao hiểu hiểu với chị không có rung chi là có bất thường tại vì trong triệu chứng nặng của tay chân miệng là nó có triệu chứng rung chi thành ra đừng có ghi như vậy ghi là có hay không thôi có rung chi hay không nếu mà không rung chi thì ghi không rung chi đừng có thêm chữ bất thường vô em ghi chữ bất thường có nghĩa là có rung chi bình thường đúng không rồi rồi tiếp theo à, bé này mấy tuổi rồi chị quên rồi bé này mấy tuổi ta Thì biết này 21 tháng 21 tháng là biết biết đứng biết đi chạy được chưa bé này biết đi biết chạy vẫn chưa em mình chưa yeah, coi phòng phải tiền căng ha. Dạ. Yeah. Và... Ừ. bé này lúc mà em khám là nó, nó nó quấy không gì nó nằm nó ôm miệng nó ôm nó ừ. không mình em cũng không có đánh giá được không thì cái này mình phải hỏi mẹ nó là trong cái phần tiền căn á em phải ghi ra là bé tiền căn phát triển uh, tâm thần vận động á là phần vận động là bé đã làm được cái gì rồi ví dụ như nó đứng vững rồi hoặc là nó đi vững rồi nó biết chạy rồi mà bây giờ tự nhiên nó không có uh, nó không có đứng được ha nó yếu nó nó không có đứng được hoặc là nó đi nó té nó chạy nó té là nó thấy nó có vấn đề được chưa trên còn đối với cái đứa ví dụ như cái đứa 10 13 14 tháng đi nó chưa biết đi đi thì làm sao mình đánh giá được là nó đi không vững đúng không? cho nên là tương ứng với triệu chứng thì phải hỏi là bé phát triển được tới đâu cái móc phát triển là là như thế nào để mình mình đừng có bị lộn ha. nhiều khi mình phán người ta là đứng không vững mà thực ra là bé chưa phát triển được tới cái móc đó thì thì không được ha. Rồi rồi tiếp theo nè. À, quay 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 lại quay lại hồi nãy chị coi. Chị nhắc cái gì tụi em nhớ ghi lại nha. Nhớ ghi lại để mai mốt làm bệnh án đi thi cho nó ổn ha. Tại vì cái điểm mình án mình là chiếm phần lớn luôn á. Rồi quay lại đi em. Rồi. À, mình cho nên là cái lúc này cái chỗ này thì mình cái chỗ mà rung chi á thì mình có thể hỏi mẹ bé là bé cầm được đồ, đồ được hay không. Ha, mẹ nó sẽ biết là nó có cầm đồ được hay không. Ví dụ mẹ nó 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 cầm không được bác ơi, nó cầm sao nó làm rớt không à thì là coi chừng nó bị rung chi thiệt được chưa rồi ví dụ như mẹ nó nói là sao mấy ngày nay nó không có chịu đứng hoặc là nó ngồi mà nó té không mà bác là coi chừng là bị thất điều rồi đó là là độ nặng rồi đó là lúc đó là mình phải lưu ý mình phải khám cho kỹ ha mình phải kiểm tra lại coi thử là có chuyển độ thiệt sự hay chưa được chưa rồi rồi cho nên là cái phần mà triệu chứng kèm theo này của bạn mình nó là như vậy là khá là thiếu được chưa bạn chỉ mới ghi những cái căn bản thôi còn những, hầu hết là mấy cái biến chứng của tay chân miệng còn những cái triệu chứng kèm theo mà để chẩn đoán phân biệt với những bệnh khác á, thì bạn không có ghi ví dụ như hội chứng viêm long trong sỏi nè được chưa hoặc là uh, hoặc là cái, cái 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 thủy đậu thủy đậu thì thực ra thủy đậu thì ghi mô tả ban như vậy thì cũng, cũng 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 thấy được rồi Rồi hỏi thêm nha hỏi thêm hội chứng viêm long của của sỏi đó nên tụi em lên hỏi ra tại vì sỏi đó, nó ghê lắm ha nên, cho nên là mình phải cẩn thận mình không có được bỏ sót nó ha rồi 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 qua đi em rồi thì khi 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 mà mình hỏi bệnh sử xong đó, trong đầu của mình sẽ có những cái chẩn đoán đúng không à, ví dụ tụi em thi Oski đi thì, thì 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 ví dụ như cho tình huống lâm sàng tay chân miệng đi thì mình sẽ phải chẩn đoán phân biệt với lại những cái bệnh khác ha rồi xong rồi ví dụ như là uh, đọc cái bệnh sử xong đọc cái phần khám tình trạng lúc nhập viện xong thì thì có thể là mình chưa có đủ dữ kiện để mà mình uh, mình chẩn đoán ra cái bệnh tay chân miệng thì ví dụ như chị có thể hỏi là uh, tụi em cần phải hỏi cái gì thêm hay là tụi em cần phải khám cái gì thêm để ra được chẩn đoán hoặc là ra được uh, chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt chẳng hạn vậy đó thì nãy giờ chị dạy rồi ha. nhớ nha rồi rồi Uh, tình trạng lúc nhập viện thì cái lúc mà tụi em đi thi lâm sàng giả sử có bệnh tay chân miệng đó thì tụi thì chị sẽ đọc cho tụi em tình trạng lúc nhập viện ha và cái phần khám của tụi em luôn thì um, giả sử như cái đứa đó đó thì thì lúc mà đi thi á chị sẽ nói ha ví dụ như chị muốn tụi em là tiếp cận tại thời điểm nhập viện đó thì chị sẽ cho chị sẽ nói luôn là tụi em tiếp cận tại thời điểm nhập viện còn nếu mà cái đứa đó là nó 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 nằm lâu rồi đó thì à cái tức là cái đứa đó nếu nó nằm lâu thì chị sẽ à, nói tụi em là lấy cái tình trạng lúc nhập viện và tiếp cận tại thời điểm đó còn cái đứa mà mà nó mới vô ví dụ có một hai ngày bệnh nó còn mới đó thì chị sẽ cho tụi em tiếp cận tại thời điểm tụi em khám thì lúc đó khi mà đi thi đó chị sẽ nhắc ha rồi còn viêm màng não á, thì thường thường là tiếp cận tại thời điểm nhập viện cho nên là nhớ xin tình trạng lúc nhập viện ha rồi tỉnh đầu cái lúc này á, là 37 độ không có sốt mà mấy anh chị ghi tỉnh đừ này có thì coi chừng là nó đừ thiệt ví dụ như lý do tại sao nó đừ nó ăn uống không được ha nó nó nó, nó bị hạ đường rồi nó sốt nhiều quá ở nhà nó sốt nhiều quá nó mệt đúng không hoặc là cái thứ hai nữa là nó nó đừ là một cái dấu hiệu của nó 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 có khả năng trở nặng ví dụ nó chuyển độ hoặc là nó nó bị tay chân miệng mà nó bộ nhiễm như một cái gì đó chẳng hạn vậy ha rồi thì mấy cái đứa đừ là mình phải coi chừng chưa rồi. Rồi nhịp tim 132 lần một phút. Cái này cái này có bình thường không? Một đứa 21 tháng mà 132 có được không? 21 tháng 132 lần một phút. Trả lời vậy coi. Hình như là nó chưa có thỏa nhịp tim nhanh nó không có thỏa nhịp tim nhanh. Mà một đứa 21 tháng thì bao nhiêu? Giới hạn trên dưới. Dạ hình như là 140 là mới là nhanh. Là... Giới hạn trên dưới luôn phải nhớ giới hạn dưới nữa chứ nhớ không bạn nào nhớ 21 tháng 21 tháng là tính từ 1 tới 3 tuổi đó thì nhịp giới hạn nhịp tim là bao nhiêu Ê, mấy cái này phải biết rồi nha giới hạn nhịp tim nhịp thỏ theo tuổi là phải nắm chứ lỡ nó sốc rồi không biết nó sốc luôn là mệt á hoặc là nó thở nhanh mà không biết nó thở nhanh để cho nó thở oxy là cũng mệt luôn á cái này là căn bản nhịp tim là bao nhiêu có bạn nào biết không ai biết hết nhóm trình đâu nhóm trình đâu có đứa nào biết không ừ? làm bệnh án không để biết nhịp tim hả móc dưới là tám mươi chị lấy ở đâu dạ, em nhập của hù thì nó ra luôn là nó chia ra thì cái giới hạn chơi của nó này nó nó lấy giống em là 140 nhưng mà giống em dưới nó ghi là 80. mươi. Bạn của hu Bản của hu của, của năm nào? Dạ, em lấy trong Google hình ảnh em không <laughs> chưa, chưa có coi năm. Rồi chị nhắc luôn nha, mấy cái đứa nhỏ là nó có nhịp nhịp giới hạn nhịp tim với lại nhịp thở theo tuổi thì mấy đứa phải lưu ý là đặc biệt là giới hạn trên á tại vì á, nhiều khi mình không có để ý á, mà nó tiền sốc á mà mình cũng không biết là không được thứ hai nữa là nó suy hô hấp nó thở nhanh dấu hiệu sớm nhất của suy hô hấp hoặc là dấu hiệu sớm nhất của nhiễm trùng hô hấp á là thở nhanh nhịp thở cái nhịp thở nó có độ nhảy rất là cao cho nên là tụi em phải biết cái móc trên của mấy cái đứa nhỏ đó, đó là bao nhiêu để mình đi lâm sàng mình không có làm nhi nhưng mà ví dụ như mình mình con cháu mình hay nó bệnh mình cũng biết ha là mình thấy kỳ là mình phải kêu nó đi bệnh viện chẳng hạn vậy hoặc là làm gì thì, thì càng phải biết nữa được chưa? Rồi chị nhắc nó ôn lại đi nha, đi thi là bị hỏi đó. Rồi, rồi cân nặng 10 ký, cân nặng 10 ký, chiều cao 80, tim đều rõ. Thì chị nhắc trong cái phần khám của mình á, mình lưu ý là ví dụ như mình đang định hướng là tay chân miệng thì mình lưu ý là mình mô tả cái bang á, mình mô tả cái bang á cho nó cho nó um, cho nó kỹ ha à, cho nó kỹ rồi à, mình à, à, mình à, ngoài cái chuyện là mình mô tả cái ban cho nó kỹ ra thì mình lưu ý là ví dụ mình đang định hướng tay chân miệng thì mình phải tả làm sao á cho nó có vẻ giống ví dụ như là ban vị trí là ở tay lòng bàn tay lòng bàn chân ha đặc biệt là mô tả cái tính chất của ban á là à, mụn nước mụn nước nha chứ không phải là bóng nước nhớ nha mụn nước là sao từ một dưới bé hơn hoặc bằng 1 cm hoặc là bé hơn hoặc bằng 10 mm nhớ dùm chị nha tại vì á, bây giờ chị dạy kỹ vậy chứ lúc mà đi thi á, là tụi em nói tùm lum tà la hết á có đứa thì nó bóng nước có đứa thì nó mụn nước rồi bóng nước á, là hỏi kích thước là bao nhiêu thì mới gọi là bóng nước thì nó trả lời chất quớt luôn trên máy xăng á nói chung là không có nhớ cái gì hết thì cái này là kiến thức căn bản thì phân biệt dùm chị là tay chân miệng là mụn nước là bé hơn hoặc bằng 1 cm được chưa sang thương điển hình là mụn nước trên nền hồng ban ha rồi cái mụn nước đó đó bản chất là nó không có ngứa được chưa nó không có dịch rỉ dịch vỡ, vỡ rỉ mũ gì hết mà nó rất là nó rất là gọn ngoại trừ cái đứa đó nó bị bộ nhiễm thôi được chưa thì á, là nó nó nằm ở vị trí đặc hiệu là tay lòng bàn tay lòng bàn chân mông được chưa rồi ở trong miệng cũng là ban Nhưng mà do là ở trong miệng Nên là người ta nói là vết miệng thôi Thì vì môi trường axit trong miệng Cho nên cái ban đó nó rất là dễ bể ra Rồi mình ăn uống vô mà mình không có vệ sinh Tại vì em bé nó bị đau đó, ha Thì lúc đó là nó rất là dễ bộ nhiễm Thì nó lét bự ra được chưa Rồi vị trí ở trong miệng mà điển hình Là ở đâu là hai bên niêm mạc má nè được chưa là ở chỗ trước của amidan nè ha rồi thì nếu mà có những cái đó thì mình mô tả vị trí kích thước ra rồi xong rồi á, mình đánh giá coi vết lét miệng á, nó có dơ hay không nó có uh, nó có bờ nó có nham nhở không hoặc là đấy nó có dơ hay không tại một số trường hợp nó sốt nó sốt lâu ví dụ ngày ngày ba ngày 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 ba là đáng lẽ hết sốt mà tới tới ngày 4, ngày 5, ngày 6 còn sốt là coi chừng nó bị bộ nhiễm cái vết lét trong miệng đó ha, cái đó là lâm sàng thì chị nhắc thêm thôi rồi cái thứ hai nữa là uh, mô tả cái ban thì nhớ là kiếm thêm những triệu chứng của những bệnh khác ví dụ như là có chấm xuất huyết hay không phải ghi ra rồi có sẵn trên nền hồng ban không là phải ghi ra tại cái đó, cái đó là sỏi được chưa rồi um, tay uh, thủy đậu thì mình đã mô tả kỹ là nó không ngứa rồi đúng không không là mụn nước thì không phải là bóng nước tại vì trong thủy đậu là bóng nước đúng chưa rồi không có mọc ở thân mình tại vì mọc ở thân mình là là là, là, là thủy đậu mọc ở thân mình trước ha rồi uh... Um, rồi không có ban dạng bản đồ được chưa là những cái nào mà mình chẩn đoán phân biệt đó là mình phải ghi ra liền luôn ha rồi không có mũ chẳng hạn vậy không có sang thương không có mũ ha ghi kỹ ra để lát nữa cái phần biện luận mình biện luận rất là chặt chẽ luôn không có ai bắt mình được hết được chưa rồi rồi cái thần kinh trong cái đứa mà mình định hướng nó là tay chân miệng thì mình ghi mình nên khám kỹ cái phần thần kinh tại vì sao sau khi đầu tiên là cấp độ 1 là không biến chứng và tới cấp độ biến chứng đầu tiên là cấp độ 2 đó là sao là biến chứng liên quan hệ thần kinh trung ương hồi năm ngoái mình học bài lý thuyết rồi thì do đó cái 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 biểu hiện thần kinh nó rất là quan trọng để mình coi nó có biến chứng hay chưa thì cái lúc mình khám mình phải coi là à, có giật mình lúc khám hay không giật mình chơi với lúc khám hay không là một cái thứ hai nữa là có à, rung chi hay không đúng không mình khám mình đưa đồ cho em bé cầm ha rồi thứ ba nữa là bé có đứng vẫn ngồi vẫn hay không hoặc là bé biết đi rồi có đi yếu đi loạn choạng đi té hay không được chưa đó là những dấu hiệu rất là căn bản ha rồi à, đồng tử như thế nào được chưa à, go sao có tỉnh hay không phải ghi mấy cái đó ra cho kỹ rồi bên mà phía sinh hiệu đó thì mình biết rồi phía sau cái CNS involvement complications là gì là biến chứng liên quan tới hệ thần kinh tự chủ thì hệ thần kinh tự chủ là nghe, nói tới là mình biết là gì mạch nè nhịp thở nè huyết áp nè, đúng không? Cho nên là khi mà mình ghi sinh hiệu thì mình phải ghi mình phải làm sao xác định cái sinh hiệu đó là cho nó đúng. Ví dụ mình khám cái bé đó đang quấy thì có thể là à, mình dụ cho bé không có quấy nữa ha. Ví dụ mình dụ mình đưa đồ chơi hoặc là kêu mẹ nó dỗ chẳng hạn vậy ha. Rồi thứ hai nữa là nó đang sốt thì mạch hoặc là nhịp thở của nó có thể bị ảnh hưởng. Cho nên là mình hạ sốt cho nó tích cực rồi sau đó mình khám lại chẳng hạn vậy. Rồi thứ ba nữa là cái huyết áp thì bé phải nằm im được chưa không có bị kích thích ha thì mình mới đo huyết áp đúng được cứ thứ hai nữa là vắt xa mình phải đo kích vát xa kích thước vắt xa phù hợp thì mấy đứa 21 tháng này mình sẽ lấy vắt xa số 2 mình đo được chưa còn mấy đứa mà trên 5 tuổi ha thì mình sẽ lấy vắt xa số 3 được chưa rồi trên 10 tuổi là mình lấy vắt xa số 4 là giống người lớn luôn nha đó là những cái điểm mà quan trọng trong phần khám là chị nhắc là tụi em nhớ ghi vô ha rồi rồi sau đó thì sau đó mình sẽ co tới cái phần tiền căn tới cái phần tiền căn tiền căn nha em thì cái phần tiền căn này nè nà, mình sẽ ghi cái gì là quan trọng cái phần tiền căn á thì đầu tiên á là mình chẩn đoán phân biệt với lại thủy đậu đúng chưa mà á, thủy đậu là thường là nguồn lây là từ ở gia đình Ha, hoặc là mình, hoặc là nó đi học rồi thì là bạn thì mình phải ghi là trong gia đình đó là có ai bị thủy đậu hay không ví dụ mẹ nó anh chị em nó hoặc là người người thân tới thăm nó chơi bị thủy đậu rồi hoặc là trong lớp của nó có đứa bị thủy đậu cô giáo bị thủy đậu chẳng hạn vậy phải ghi ra rồi trong nhà của bé có ai đang bị sốt hay không giống bé vậy đó ha anh chị em có ai đang bị tay chân miệng gì hay không ha ghi ra được chưa chứ đừng có ghi gia đình không ghi nhận bất thường không bất thường là bất thường gì phải ghi kỹ ra ha là có ai đang bị, đang bị sốt không đang bị phát ban hay không được chưa rồi à, cái phát triển tâm thần vận động này tụi em nên ghi kỹ ra theo cô dạy á nha ha nuôi dưỡng sữa công thức 21 tháng sao uống sữa công thức không vậy suy dinh dưỡng ha mới 21 tháng mà mới có 10 kg à là nó suy dinh dưỡng dữ dội luôn á cái này là dưới trừ 2 sd hả em đúng không alo alo dạ em trai bảng là nó từ trừ 2 sd tới trừ 1 sd chị chưa có dưới trừ 2 à thì là suy dinh dưỡng mức độ trung bình đúng không suy dinh dạ. dưỡng thấp còi ha thì cái này phải ghi kết luận ra nha khi mà mình đi thi mình phải ghi ra rồi rồi tiếp theo đi em rồi thì uh, bây giờ mình đọc nhanh qua cái phần khám ha, mình đọc nhanh qua cái phần khám rồi mình tới cái phần mấy cái phần sau. Yeah, và khám lâm sàng là uh, tổng trạng á, là bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt môi hồng trên khí trời uh, chi ấm CRT biết 2 giây uh, không có giật mình khi khám là cái quan trọng sinh hiệu của bệnh nhân thì uh, ờ uh, mạch là 130 lần trên phút, nhiệt độ này là 37,5 độ C, nhiệt thở 25 lần, SpO2 là 97%, da niêm á, thì là sang thương là bệnh nhân có hồng ban và mụn nước trên một cái nền hồng ban, kích thước là bé hơn 1 cm, uh, mọc riêng lẻ, rải rác hai lòng bàn tay, nè, à, quanh môi, mông, mụn nước dịch trong, rõ bờ, không sưng đỏ vùng xung quanh sen thương, không có lép, rồi uh, còn cái với một cái lết, với lết cũ ở miệng á, là với lép trên nền hồng ban, bờ rõ, không rỉ dịch tại vị trí ở giữa miệng và mũi rồi còn lết trong miệng là bệnh nhân có hai vết đường kính là khoảng 1 cm ở cái vùng khẩu cái mềm ngay trước cái epidan lết sạch không thấy dễ mạc không có mùi hôi không rỉ máu mũ rồi xin tiếp qua Slide tiếp luôn rồi à, về khám các uh, khám các cơ quan thì là chúng ta sẽ có là ờ uh, em chỉ đọc có bất thường thôi thì những cái quan trọng ví dụ như thể thần kinh thì không thấy, uh, khám là không rung chi không thấy thấp điều cổ bệnh nhân mềm còn thận thận điều dục á, thì lại có sen thương mụn nước trên nền hồng ban ở biểu với tính chất cũng tương tự luôn à, còn tai mũi họng thì bệnh nhân có một cái lết trong miệng à, lết trong miệng có hai vết đường kính là khoảng 1 cm ở vùng khẩu cái mềm ngay trước epidan lết sạch không thấy có dễ mạc không có mùi hôi và không có rỉ máu mũ rồi và đi ừ. tiếp, tiếp quay mũi. lại rồi bây giờ chị sửa quay quay lại một chút quay quay lại hồi nãy thì cái 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 phần mà tổng trạng đó là tụi em ghi vậy là tốt ha, nhưng mà thiếu cái huyết áp ha thiếu huyết áp bé 21 tháng rồi mình có thể dụ bé được nha mình phải uh, ghi huyết áp vô cái thứ hai là cái phần da niêm đó thì mình nên tách riêng ra đừng có bỏ vô phần tổng trạng nên để riêng ra ha rồi da niêm lông tóc móng đó, để riêng ra rồi tiếp theo đi em rồi quay quay à, cái phần khám cơ quan đó thì nhớ là hệ tim mạch um, có tiếng tim bất thường hay không Tại vì á, ví dụ như là nếu mà nó tại vì khi mình khám thì mình phải coi là có mức mình tìm những cái gì nặng nhất hiểu không Khi mình khám một bệnh nhân lúc nào mình phải mình phải trong đầu mình suy nghĩ là à, nó có nặng hay không để mình kì mình tìm những cái dấu hiệu nặng đúng không chứ còn mình khám mà mình tìm không dấu hiệu nặng thì mình khám làm chi cho nên là ví dụ như cái đứa mà tay chân miệng độ 4 là nặng nhất thì nó có suy tim đúng không độ 4 là suy tim rồi thì ví dụ như suy tim thì mình sẽ nghe tiếng tim bất thường ví dụ tiếng galo ha thì mình sẽ ghi vô đây là không có tiếng tim bất thường chẳng hạn vậy rồi hệ hô hấp thì nó nặng nhất là gì nó chưa nặng nhất ví dụ độ 3 đi rồi bắt đầu nó có thở bất thường thở không đều thở ngực bụng được chưa rồi nhịp nhịp thở của nó nhanh hoặc là nhịp thở của nó chậm là gần đặt ống tới nơi chẳng hạn vậy thì ví dụ như mình ghi đây mình ghi thở đều nhưng mà có êm hay không có co kéo cô hóa phụ hay không được chưa có thở cái gì uh, bất thường hay không uh, mình phải ghi ra mô tả kỹ ra một chút chứ đừng có ghi thở đều tần suất không là không được nha ghi kỹ thêm vô ha rồi phổi trong không âm thổi ủa sao tự nhiên không, không âm thổi là sao phổi mà đáng nảy cái này đi lên phải không tim mạch nè đúng chưa dạ, nó bị không dạ. ra Đấy. ừ bụng mềm gan gan lách không sờ chạm rồi mấy đứa con nít mà nó sốt á, là mình phải khám hạch coi thử nó có hạch ngoại biên hay không Được chưa thì cái hạch đó tụi em có thể để vô cái phần mà tổng trạng á nha Ở thần kinh thì như hồi nãy chị nhắc rồi là mình phải khám phản xạ đồng tử ha đồng tử bao nhiêu mm đó mình phải đánh giá last go, bé có tỉnh hay không 15 điểm hay là 13 điểm hay là 14 điểm gì đó đánh giá ra Được chưa rồi ngoài cái chuyện mà không rung chi xuất điều thì có dấu thần kinh khu trú hay không? Tại vì trong tay chân miệng nó có dấu hiệu liệt mềm cấp là cái một cái con đường mà cái con siêu huy nó xâm nhập lên hệ thần kinh trung ương là qua dây thần kinh ngoại biên ha, thì đó là cũng là biến chứng có thể gặp ở bệnh luôn cho nên là mình phải đánh giá coi bé có dấu thần kinh khu trú hay không có dấu hiệu liệt sọ hay không liệt sọ là vô độ 3 rồi đó hai bên nhóm hai chứ hai bên nhóm hai là có liệt sọ đó hiểu hiểu chị không cho nên là mình phải mô tả kỹ ra cái phần khám thần kinh nha ít ra mình cũng phải ghi là không giới thần kinh khu trú, được chưa? Rồi. Còn mấy cái sang thương, mấy cái vết lích là mình mô tả một lần thôi, ha. Rồi những cái lần sau đó thì nếu mà nó có giống á, thì mình ghi là à, có sang thương với tính chất tương tự như đã mô tả ở trên hoặc là mình gom vô một chỗ. Ví dụ trong phần da niêm mình khám từ đầu tới chân luôn ha mình thấy là có sang thương ở đâu đó mình kể ra ví dụ sang thương phần da đi mình ghi à, mình ghi là có sang thương tại vị trí tay chân rồi biểu chẳng hạn vậy mô tả tính chất ra một lần một thôi chứ đừng có ghi ví dụ như là hệ thận địa sinh dục thì mình lại ghi thêm cái này hoặc là tai mũi họng thì mình lại ghi thêm cái này hiểu hiểu ý chị không nó sẽ rất là mất thời gian của tụi em mà nó làm cho người đọc người ta cảm thấy là nó rối giống như là mình muốn mô tả nhiều cái sang thương trên trên một đứa nhỏ vậy ấy. nhưng mà đó thực sự là chỉ có một loại sang thương thôi Ha, đó là kinh nghiệm kinh nghiệm làm bệnh án ha rồi rồi tiếp rồi sau khi mình khám xong á thì mình sẽ qua tới cái phần tóm tắt bệnh án đặt vấn đề ha <laughs> rồi đọc em đọc 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 tóm tắt bệnh án em dạ tóm tắt bệnh án là bé trai 21 tháng tuổi nhập viện vì phát ban qua thăm khám ghi nhận là triệu chứng cơ năng là bệnh nhân sốt ngày 3 có lét ở trong miệng nổi ban đỏ cộng mụn nước là ở lòng bàn tay ở quanh môi mông à, bệnh nhân không giật mình không rung chi triệu à, chứng thực thể là bệnh nhân không có giật mình khi khám à, khám thì là có thấy là hồng ban và mụn nước đã rét ở lòng bàn tay quanh môi mông và bìu. bệnh nhân có vết lét ở mũi và có hai vết lét ở miệng không có xuất huyết da niêm không rung chi không thất điều à, tiền căn là có tiếp xúc với chị bị tay chân miệng rồi sốt ngày ba lét, lét miệng lét miệng được rồi đừng có lét trong miệng nhắn lét lét ngoài miệng rồi nổi ban cộng bụng nước ở lòng bàn tay quanh môi mông ghi ngắn thôi ha à, cái phần triệu chứng cơ năng mình nên ghi ngắn gọn lại là nổi ban à, nổi bụng nước trên nền hồng ban hoặc là nổi ban da đừng ghi ban đỏ như thế ban da ha à, lét miệng chưa ghi ngắn thôi rồi cái phần thực thể rồi hẳn mô tả ra là vị trí ở đâu chẳng hạn vậy ha rồi vết lét mũi là ở đâu nữa vết mũi là như sao cái... có đặc hiệu không à, dạ không không đặc hiệu ý là giống giống như trong là ban luôn hả cái ban luôn á đúng không dạ không có cái vết lét là nãy cho mình xử vậy là thật ra là cái da cái bóng nước nó em đó là chắc da cái bóng nước nó vỡ thôi xong rồi thằng bí nó chắc thôi nó ta, ta, tay ta ghi ta ghi tóm tắt lại ví dụ như là ban tay chân miệng nếu em thấy cái đó rất là giống ban tay chân miệng em có quyền nói đó là ban tay chân miệng trong phần triệu chứng thực thể luôn hiểu chị không ha nó rất là điển hình của ban tay chân miệng thì mình ghi là ban tay chân miệng hai chấm mô tả ra được chưa rồi ở vị trí nào đó ghi gọn lại tại vì khi đi thi mình sẽ không có giờ mình ghi cái này nhiều quá mình sẽ bị mất giờ và nó cũng không có được điểm thêm mà làm cho bệnh án của mình dài dòng lũng củng khó hiểu cho nên là mình ghi gọn lại chưa ví dụ mình ghi là ban tay chân miệng ở đâu đó mô tả ra luôn ha đừng có ghi dài dòng ra mất thời gian lắm không xuất huyết da niêm đồng ý rồi không rung chi thất điều rung chi thất điều à, không dấu thần kinh khu trú được chưa bé tỉnh cái đó là quan trọng ha rồi tiếp xúc với trẻ bị tay chân miệng thì à, không có rõ thời gian tiếp xúc ví dụ nó tiếp xúc lâu lắc rồi thì 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 cái đó không có không có nói là nguồn lây like được cho nên là 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 cái này nếu mà ghi tiếp xúc thì phải ghi thời gian ra được chưa? còn nếu ghi tiếp xúc không như vậy á, thì khó nói lắm ha. Rồi rồi tới phần đặt vấn đề đặt vấn đề sốt ngày ba trời ơi lét mũi làm cái gì khổ ghê rồi nè chị dặn tụi em cái cách mà tụi em đặt vấn đề tụi em chưa có biết cách cái gì, cái 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 một cái vấn đề một cái list vấn đề của bệnh nhân á là những cái gì đó nó rất là quan trọng, nó rất là nghiêm trọng mà bắt buộc là cái người bác sĩ khi mà mình mình khám bệnh xong á, là mình phải giải quyết cái đó cho người ta. Nếu mà không á, là người ta nặng lên hoặc là người ta có thể tử vong. Hiểu cái chị không? Và một khi vấn đề đã được giải quyết á, thì mình sẽ cho bệnh nhân ra viện, được chưa? Cho nên khi mà mình đặt mình bút xuống hay là mình suy nghĩ trong đầu mình là bệnh nhân này có vấn đề gì thì mình phải suy nghĩ coi là cái đó nó có thực sự nghiêm trọng hay không. Nếu nó không thì mình đừng có đặt vô hoặc là mình đừng có suy nghĩ về nó nhiều quá tại vì để uh, dồn cái thời gian để mình giải quyết những cái vấn đề nó nó quan trọng hơn giúp cho người ta hết bệnh ví dụ chị nói em đặt vấn đề là lét mũi em có làm gì nó không nếu mà nó lét không nhiều quá ví dụ nó lét tẹt len Hai cái mũi nó bội nhiễm thì lúc đó mình mới phải cho nó đi khám tay mũi họng để người ta um, vệ sinh mũi rồi xong người ta cho thuốc bôi còn nếu nó lét có chút xíu do cái bang của nó dính vô thì kể nó đi tự nhiên đặt ra làm gì hiểu ý chị không nó nằm ở trong cái phát ban da rồi được chưa cái thứ tư là tiếp xúc với tệ, trẻ bị tay chân miệng bây giờ mình đặt ra mình có giải quyết được không tiếp xúc này là tiếp xúc hồi nào một năm trước cũng gọi là tiếp xúc vậy đúng chưa thì cho nên hồi nãy chị mới nói là nếu em đi tiếp xúc là em phải ghi thời gian là hồi nào trong vòng 2 tuần đổ lại tại vì thời gian ủ bệnh của tay chân miệng là từ 3 tới 5 ngày được chưa nếu mà cùng lắm là hai tuần thôi chứ còn không á là nó lâu lắc rồi thì nó đâu có liên quan tới bệnh đợt, đợt bệnh này của đứa này Hiểu chị không? Cho nên là cái này không có chắc Thì mình đừng có đặt ra làm vấn đề làm gì hết Chả giải quyết được cái gì hết Hiểu chị không? Rồi, nếu tụi em muốn đưa vô Thì tụi em đưa vô giống như là làm dữ kiện Để mình biện luận á Thì tụi em sẽ phải đưa vô cái phần tóm tắt bệnh án Là trong cái phần tiền căn có liên quan á ha Thì em nghĩ là ví dụ tiền căn bé này có tiếp xúc với bạn nó cách đây 2 tuần thì mình ghi vô là tiếp xúc với trẻ bị tay chân miệng cách đây hai tuần trong phần tiền trong phần tóm tắt bệnh án còn cái phần đặt vấn đề là những cái gì nó rất là quan trọng mình phải giải quyết cho người ta. Từ cái vấn đề đó mình ra được chẩn đoán của bệnh nhân thì mình mới đặt ra. Còn ví dụ mình ghi vết mũi không ra được chẩn đoán nào hết. Hoặc là mình ghi tiếp xúc với trẻ bị tay chân miệng mà không biết hồi nào cũng không ra được chẩn đoán luôn. Được chưa? Cho nên là chị phân tích kỹ để tụi em hiểu là cái cách mình đặt vấn đề là như thế nào. Được chưa? Rồi xong rồi khi khi mình ghi phần đặt vấn đề là mình phải có cái câu cái câu cái cái câu lót ở trên là gì? Bệnh nhân bao nhiêu bệnh nhân nam nữ bao nhiêu tháng tuổi bao nhiêu tuổi đó ha nhập viện vì uh, cái gì đó bệnh mấy mấy ngày đó. Phải bệnh nhân có n vấn đề như sau hai chấm. Được chưa? N đó là số vấn đề của mình. Ví dụ như trên bệnh nhân này là hai vấn đề. Được chưa? Thực sự quan trọng. Ví dụ như số ngày 3 là phải giải quyết cho nó nè, tại sao con số đúng không tìm bệnh cho con đi thứ hai là phát ban da ban da nha phát ban da cộng với lại loét miệng là tại sao con phát ban da cộng với loét miệng cái này là do con là do bệnh gì nằm trong bệnh nào hiểu chị không ha rồi cho nên bệnh nhân này chỉ có hai vấn đề thôi nha được chưa rồi rồi sau đó cái phần mà biện luận của mình mình sẽ biện luận theo vấn đề chứ mình không có mình không có biện luận theo cái kiểu mà mình suy nghĩ nó không có logic á là nó sẽ rất là dễ sót bệnh tại giờ tụi em đi học tụi em chỉ có vài bệnh mục tiêu thôi cho nên là tụi em cứ thế mà tụi em ráp vô thì nó rất là dễ đó là lý thuyết nhưng mà trên thực tế sau này mình đi làm á nó không có sướng như vậy có nghĩa là mình nhìn mình khám một đứa nhỏ xong hoặc là mình khám một người bệnh xong mình nhìn ra vấn đề của người ta thì cái câu hỏi lập tức trong đầu mình xuất hiện là bệnh nhân này bị cái gì Tại sao họ lại có những vấn đề đó, đúng không? Thì làm sao mà mình ra được cái 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 mình có đáp án cho cái câu hỏi đó? Thì mình phải biện luận từ cái vấn đề mà mình nhìn thấy á, mình mới biện luận ra được cái chẩn đoán của người ta. Giống như mình lúc mình học BBL vậy đó ha. Thì thì cái vấn đề đó nó sẽ có nhiều nguyên nhân gây ra vấn đề đó. Nhưng mà cái nguyên nhân nào mà mình thấy phù hợp nhất, giống nhất trên bệnh nhân này thì mình sẽ nghĩ nó là chẩn đoán sơ bộ. Còn cái nào mà mình ít nghĩ hơn, lý do là vì diễn tiến không phù hợp hoặc là một cái số triệu chứng của bệnh nhân nó không có trong cái bệnh đó chẳng hạn vậy ha thì mình không nghĩ hoặc là mình rất ít nghĩ được chưa thì nó sẽ là chẩn đoán phân biệt của mình hoặc là ví dụ mình cần cận lâm sàng à, ví dụ như trong cái bệnh đó nếu bệnh nhân bệnh nhân thấy giống lắm rồi mà có thêm cái test đó dương nữa thì mình sẽ ra được cái chẩn đoán nó luôn thì mình sẽ cần cận lâm sàng để hỗ trợ mình được chưa đó là cách suy nghĩ và cách biện luận trên lâm sàng Thì khi mình đi thi của mình cũng làm giống như vậy Tại vì chị thấy tụi em không có biện luận theo vấn đề Cho nên là sẵn thì chị nhắc Là ví dụ mình có hai vấn đề là sốt cộng với phát ban Là mình phải đặt ra hai vấn đề đó trong cái phần biện luận Thứ nhất, sốt Ví dụ mình lựa vấn đề đầu tiên là sốt để mình biện luận trước ha Tại vì sao? Tại vì sốt thì cái cành cây nguyên nhân của nó rộng hơn Được chưa? Thì mình lấy cái vấn đề sốt mình biện luận trước rồi xong rồi sau đó hết cái vấn đề sốt xong rồi mình xuống tới cái, vấn đề thứ hai là phát ban cộng với lét miệng được chưa thì ví dụ sốt mình đã biện luận đâu ra đó hết rồi mình ra được cái chẩn đoán gần gần tới luôn rồi thì cái phần cái 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 thứ hai đó còn cái gì chưa biện luận thì mình nói thêm thôi được chưa thì để coi bạn biện luận sao ha rồi em đọc cái phần biện luận đi dạ, à, phần biện luận là biết cho 21 tháng tuổi nhập viện vì phát ban và mụn nước trên dạng phát ban và là phát ban trên da nguyên nhân nghĩ đến là uh, đầu tiên là tay chân miệng độ 2 a nhóm ba uh, uh, ngày ba nghĩ đến biết bị tay chân miệng là vì là biết có phát ban có lết miệng thì là, là hồng ban và mụn nước ở vị trí đặc hiệu ở tay chân miệng là bao gồm lòng bàn tay nè mông và miệng cộng với lết miệng thì ban này là ban đặc hiệu của tay chân miệng cộng với bên nhân có lết miệng nên là đây là một cái uh, phù hợp với triệu chứng lâm sàng của tay chân miệng và chỉ có một cái nữa là tiền căn tiếp xúc với uh, chỉ có bệnh bị tay chân miệng nên là cũng hộ cái chẩn đón của mình rồi chẩn đón biết bị độ 2 e là bởi vì bệnh sử nó không ghi nhận tình trạng giận mình khám không thấy rung chi không thấy các điều uh, biết có lừa đời và biết đã sốt lớn hơn hai ngày rồi uh, và đề nghị cận đồng sàng của em là em làm uh, công thức máu uh, làm uh, sinh hóa máu là đường huyết và ion đồ là uh, tiếp về chẩn đón công việc rồi uh, cái biện luận tiếp theo là về thủy đậu thì thủy đậu cũng là một những bệnh có thể gây ra mụn nước ở trên bé tuy nhiên em không nghĩ đến mình thủy đậu trên bé này là vì à, biết có ban da cộng mụn nước nhưng mà không có sen thương là bóng nước đây không có thương bóng nước đa lứa tuổi như trong bệnh thủy đậu bóng nước trong thủy đậu mụn nước hay là bóng nước trong thủy đậu là một cái sen thương đa lứa tuổi rồi cái tiếp theo là sen thương bóng nước của bé là dịch trong là không có dịch đục không có ngứa luôn và đó và còn trong thủy đậu thì nó có ngứa và của bé này là cái mục nước nó chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay mông và ở miệng không phù hợp với cái vị trí xuất hiện của sen thư nhân bình thủy đậu vì sen thương nhân bình thủy đậu là xuất hiện ở thân mình trước là nghĩa là từ trung tâm đi ra ngoại biên nghe là từ thân mình trước sau đó nó mới lan 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 ra phía ngoài nên là sự xuất hiện của mấy cái móng nước, nước của mụn nước của này của bé nó không phù hợp với mụn nước của thủy đậu và tiền căn thì là bé không có tiếp xúc ai bình thủy đậu trong thời gian gần đây hết nên nó cũng ủng hộ cho cái việc mình không nghĩ đến thủy đậu rồi và cái thứ ba là số xuất huyết ngày ba à uh, uh, lý do mà bị lục số huyết ngày 3 là vì à uh, biết sốt số 3 cộng với uh, phát ban da và Việt Nam là vùng dịch tễ của sốt xuất huyết. Tuy nhiên em ít nghĩ đến sốt huyết trên bé này là vì biết có sen thương uh, là biết họ chỉ có ban da ra biết cũng có mụn nước nữa Và lét miệng nên là còn trong khi sốt xuất huyết á, là không có sen thương mụn nước. Rồi uh, ngoài ra thì em muốn khám không có ghi nhận mấy cái triệu chứng trong cái dấu hiệu chuyển độ cũng không thấy là dấu sốt xuất huyết trên bé. Rồi và và biết cũng không có mấy triệu chứng mà làm cho mình nghĩ xuất huyết như là không có chén ăn buồn nôn không đau đầu không có xuất huyết anh niêm rồi thì uh, uh, thêm mà trên biết này là mình chỉ làm công thức máu thôi còn cái NS1 này chắc là mấy bạn trong nhóm em là muốn đưa vô nhưng mà khi em thì em không có đưa NS1 antigen vô rồi trước khi mà chị sửa thì các bạn khác có ý kiến gì không có 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 hỏi gì không Alo. Dạ không có bạn nào có câu hỏi hết đó chị. Ừ. Rồi. Mấy bạn không có câu hỏi thì chị họ nói luôn đó là ví dụ như tụi em lấy cái tụi em lấy cái cái quay 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 lại lấy cái phát ban cộng mụn nước để tụi em biện luận đó thì ví dụ như cũng được ha thì đầu tiên là mình sẽ nghĩ tới tay chân miệng tại vì bé này là điển hình điển hình của tay chân miệng được không bé này là điển hình của tay chân miệng cái thứ hai là bé này là nói chung là sang thương da cộng lét miệng điển hình rồi sốt tính chất cũng điển hình thì đầu tiên là mình nghĩ nhiều nhất rồi cái thứ hai nữa là mình lấy uh, những cái dẫn đấy giống như hồi nãy chị nói là là sốt xuất huyết sỏi thủy đậu ha thì cái sốt xuất huyết là do bé này nó ra cái, cái 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 sang thương quá điển hình của tay chân miệng cho nên là tụi em mà nó tới nhập viện là vào ngày ba rồi cho nên là cho nên là mình cũng không có mình cũng không có nghĩ nhiều nó là nó là là là, là, là tay chân miệng nữa À nó là sốt xuất huyết nữa cho nên là tụi em có quyền loại luôn cái sốt xuất huyết đó ha không có cần ghi ra cũng được chứ không phải là bắt buộc là mình phải làm một cái gặp tổng phân tích tế bào máu tại vì này là ngày ba mà vừa có lét miệng vừa có sang thương da luôn cho nên là mình loại hẳn trên lâm sàng đi nha trừ khi là cái 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 sang thương da nó không có điển hình ví dụ nó không có lét miệng sang thương da nó chỉ mới chỉ ẩn lên là có nó 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 mới chỉ có ẩn hồng ban lên thôi thì lúc đó là nó tới sớm ví dụ ngày một hoặc là cuối ngày một ngày hai chẳng hạn thì lúc đó là mình mới bắt đầu là mình cho nó là là, là là làm công thức máu hoặc là NS1 AG kèm theo để mình chẩn đoán phân biệt. Còn bây giờ nó quá quá rõ ràng rồi cho nên là chị nghĩ là tụi em cũng không cần làm nữa. mà trên lâm sàng mấy anh chị cũng không có làm nữa ha. Thì cái tới cái phần mà sốt xuất, xuất huyết thì mình bỏ luôn đi nha. Rồi cái này nếu mà dựa vô cái vấn đề là phát ban cộng mụn sang thương da đó, à, sang thương da cộng với lại lét miệng đó thì mình phải biện luận thêm những cái bệnh khác ví dụ như là sỏi rồi não mô cầu bình luận thêm cái thứ hai là lét sang thương lét miệng này á là là mô tả ra là có bị bộ nhiễm hay không nên mô tả thêm một chút nữa trong cái sang thương lét miệng được chưa rồi à, cái đó là tụi em lấy vấn đề là phát ban cũng được ha thì như chị nói hồi nãy đó thì mình sẽ lựa những cái bệnh nào mà vừa có phát ban vừa có sốt vừa có phát ban vừa có sốt để mình chẩn đoán hiểu hiểu ý chị không vừa có phát ban vừa có sốt để mình chẩn đoán vô trong cái list của mình và mình lại trừ hết theo như chị nói hồi đầu đó ha trong cái phần bệnh sử đó mình hỏi những cái triệu chứng mà có liên quan tới cái bệnh đó để mình đưa vô mình chẩn đoán được chưa rồi thì cái vấn đề thứ hai của tụi em là sốt thì tụi em cũng phải nên nhắc tới là sốt trên bé này là em nghĩ trong bệnh cảnh là do uh, bệnh tay chân miệng tại vì bé này là À, sốt có triệu chứng ra à, 38 độ đúng không không có quá cao không có sốt cao liên tục chẳng hạn vậy ha rồi à, ngoài ra thì em khám không có thấy ổ nhiễm trùng khác kèm theo thì mình phải nên nói thêm một cái câu đó vô nha không thấy ổ nhiễm trùng khác kèm theo cho nên là à, em không có nghĩ được chưa rồi rồi thì cái bé này quay quay lại cái chẩn đoán tay chân miệng hồi nãy cái bé này á, là mình thấy là mình nghĩ là độ 2A thì mình nên ghi là vì bé có sốt trên 2 ngày được chưa sốt trên 2 ngày có thứ hai là lựu đầu sốt trên 2 ngày à, là triệu chứng dương tính trước sau đó mình mới nói triệu chứng âm tính hiểu chị không tức là nó thỏa 2A rồi nó có chuyển độ hay chưa thì lúc đó là mình mới 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 mình mới 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 nói triệu chứng âm tính ra được chưa chứ mình đừng có nói triệu chứng âm tính trước nha rồi à, rồi tiếp theo đi em rồi như vậy cái bé này một là một cái bé tay chân miệng điển hình thì như chị dạy hồi nãy giờ đó tụi em uh, nguyên cái bệnh án á, có cái chỗ nào chưa được mình nốt lại mình rút kinh nghiệm để khi mình đi thi á, thì mình uh, làm giống như vậy ha uh, mình đủ dữ kiện mình biện luận rồi nhớ là phải biện luận hai vấn đề có hai vấn đề phải nhắc tới hai vấn đề trong cái phần biện luận của mình rồi bé này là tay chân miệng là chẩn đoán lâm sàng không có không có làm cận lâm sàng nha không cần bé này không cần làm cận lâm sàng rồi rồi tới cái phần à, tới cái phần điều trị của tụi em đi để, à, nói sơ về nguyên tắc một xíu thì nguyên tắc phải... để chị, khoan chị sửa luôn ha để tại vì trẻ rồi sau tụi em đi trực à, điều trị nâng đỏ theo dõi chuyển độ ok rồi hạ sốt điều trị lét miệng sinh hiệu lâm sàng sốt thì đo nhiệt độ thường xuyên mỗi 4 tới 6 tiếng ha dấu hiệu chuyển độ nè đầu tiên là giật mình giật mình là là là, là hay gặp nhất thuộc là là biểu hiện sớm nhất nên mình phải ghi trước ra là giật mình chơi bới ha giật mình chơi với có hay không được chưa rồi đầu tiên là giật mình chơi với có hay không à, thứ hai nữa là thất điều rung chi là, là 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 thứ hai thứ ba nữa là sốt ca liên tục ha À, sốt cao liên tục thở bất thường được chưa rồi à, những mới tới những cái dấu hiệu khác ví dụ như là đung giật nhãn cầu của gà ly bì thì cái đó là nặng rồi ha rồi Quay slide lên, sẽ, lại sau, có điều nằm phòng tay chân miệng rồi ok rồi vậy là được rồi đó ha thì y lệnh nếu mà tụi em ghi vậy là được rồi đó theo dõi chuyển độ theo dõi dấu hiệu chuyển độ thì sẽ chị sẽ, chị sẽ hỏi là theo dõi dấu hiệu gì chẳng hạn vậy ha rồi rồi tiếp theo phần hết chưa hết chưa vậy tới đây là là... cái lại cuối rồi ok rồi rồi quay 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 lại thì ví dụ chị hỏi Osky chị sẽ hỏi là nguyên tắc điều trị ha, nằm nhập viện hay nằm phòng nằm phòng nào có cần uh, có cần nhập viện hay không nằm phòng thường hay phòng cấp cứu rồi uh, nguyên tắc điều trị nâng đỏ là gì rồi cho lệnh điều trị tại thời điểm nhập viện hoặc là tại thời điểm khám chẳng hạn vậy thì mình ghi như vậy là ok rồi ha sinh hiệu mạch huyết áp nhịp thở có tăng không có bất thường hay không ha dinh dưỡng ăn uống được thì cháo sữa tốt nhất là ghi ra lượng bao nhiêu một lần mỗi lần mỗi mỗi ngày mấy lần ha Rồi. Rồi tụi em có hỏi gì không? Hỏi đi. Chị thấy ghi vậy ghi vậy là được rồi, chị không có sửa nữa. Như vậy là là tốt rồi. Điều trị lét miệng á là dùng para luôn nha với lại Antilox. Rồi mấy mấy bạn khác, nhóm khác có hỏi gì không? Rồi nếu mà mình không có hỏi gì á Thì mình nghỉ ở đây ha Rồi xong rồi khi nào mà gặp chị mà có câu hỏi Thì hỏi tiếp nha Được chưa? 4 giờ rồi ha để đi trực nữa Dạ nhóm tụi em cảm ơn chị ạ à. Rồi rồi gì tụi em nghỉ ha Rồi Cảm ơn tụi em nha Dạ tụi em nghe chị